Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài tập thứ hai của chương trình Body Mass cơ bản. Trong bài tập này, chúng ta sẽ ứng dụng các cái lệnh thuộc về nhóm Array, Align, Mirror và Spacing. Về phần bài tập thì chúng ta sẽ vẽ lại chiếc đồng hồ treo tường đơn giản. Phân tích bài tập, chúng ta thấy trên cái màn hình này ha. Thứ nhất là cái mặt đồng hồ là một cái khối tròn, phải không ạ? Là một khối tròn và nó có bề dày. Mặc dù chúng ta không thấy được cái bề dày của nó trên cái góc nhìn này, nhưng mà chắc chắn là cái mặt đồng hồ này phải có bề dày. Đó là trên thực tế cũng thế thôi, phải không ạ? Và chúng ta sẽ tận dụng những đối tượng nguyên sinh có sẵn trong chương trình Body Mask để chúng ta làm việc, để tận quan sát xem chúng ta quan sát xem là cái đối tượng nguyên sinh nào có thể ứng dụng trong trường hợp này. Thì không có gì khác hơn đó là cái cylinder, phẩm mạm cylinder là chúng ta vẽ ra nó có ngay được cái mặt đồng hồ này. Chúng ta xác định được bề dày của nó dựa theo kinh nghiệm trong thực tế của chúng ta, hoặc là chúng ta phải đặt cái đồng hồ ngay trước mắt để chúng ta xem là cái đồng hồ đó có bề dày khoảng bao nhiêu. Thứ hai là cái vòng ngoài của chiếc đồng hồ này, chúng ta sẽ ứng dụng cái chức năng công cụ đó là Donut, và chúng ta sẽ vẽ một lần duy nhất là nó sẽ ra sẵn một cái khuôn viền này, rất là đơn giản, phải không ạ? Và cái trụ ở giữa này cũng lại là một cái cylinder có bề dày cao hơn cái mặt đồng hồ để nó có thể gắn vào đây những cái kim. Tiếp đến là chúng ta sẽ nói đến những cái kim, những cái gạch chỉ giờ, những gạch chỉ phút. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ ra một cái mốc nhỏ như thế này thôi để chỉ phút, và sau đó chúng ta sẽ dời tâm vào giữa tâm tọa độ ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ ứng dụng cái chức năng array, cái lệnh array để tạo dãy, tạo ra tất cả những kim phút như thế này. Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo ra những cái mốc chỉ giờ. Ở đây chúng ta cần có 12 giờ, cho nên cần có 12 gạch đặt đúng vị trí. Và chúng ta sẽ tạo một cái mốc khác, hoặc là chúng ta copy cái mốc cũ này nè. Chúng ta tăng kích thước lên, tức là cái mốc cái kim chỉ giờ này, cái mốc chỉ giờ này nó phải to hơn cái chỉ phút để chúng ta dễ nhìn. Và sau khi đã có được một cái hình dáng của một cái mốc chỉ giờ, thì chúng ta cũng là một lần nữa dời tâm vào giữa góc tọa độ, và chúng ta sẽ array tạo dãy với một góc độ nhất định. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ một cái mốc nhỏ ở đây để làm cái kim giờ. Đầu tiên, mặc dù kim giờ các bạn thấy nó nằm nghiêng qua một bên, nhưng mà chúng ta sẽ vẽ thẳng, và sau khi vẽ xong chúng ta định kích thước, rồi dời tâm vào góc tọa độ, chúng ta xoay đến một cái giờ mình định ha. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ vẽ cho cái kim phút và cái kim giây. Về cái quả lắc ha, thì cái thanh dài này thì chúng ta sẽ ứng dụng bằng cái lệnh bốc, công cụ bốc. Và cái đối tượng quả lắc thì chúng ta sẽ ứng dụng bằng cái chức năng gì ạ? Bằng cái sphere. Và chúng ta sẽ cắt bớt một nửa đi ha, dùng cái chức năng là hemisphere bằng 0,5. Được chưa? Cái phần này trong bài tập 1 chúng ta cũng đã làm thử rồi. Chúng ta bước sang phần thực hành. Đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ mặt đồng hồ bằng công cụ cylinder trong vùng nhìn Franz. Sau đó chúng ta sẽ hiệu chỉnh lại thông số. Ở đây tôi cho thông số chẵn, đó là radius bằng 70. Chiều cao tôi chỉ chọn bằng 2 thôi. Thường thì một đối tượng đầu tiên khi chúng ta vẽ, và đối tượng đó nó là đối tượng chính, thì tôi sẽ đưa đối tượng đó về tâm tọa độ bằng cách là kích phải mau vào các thông số này. Được chưa? Và sau đó thì tôi sẽ vẽ tiếp nha, vẽ tiếp đến cái trụ bên trong của mặt đồng hồ. Bây giờ tôi cho màu trước. Tôi cho cái mặt đồng hồ này có một cái màu. Sau đó tôi xác định cái trụ bên trong bằng cách là tôi copy cái hình này ra. Copy bằng cách nào ạ? Tôi có thể bấm shift click vào đây để xác định cái độ copy
Tôi chọn kiểu là copy và OK. Tôi có thể đổi nó thành một cái màu khác. Sau đó tôi giảm bớt kích thước nó lại. Ha, bán kính tôi chỉ cho nó bằng 6 và chiều cao của nó thì tôi cho nó nhiều hơn một chút, đó là 2,5, để cho nó có thể nhô ra được mặt trước cái đồng hồ một chút. Và để kiểm tra cái độ nhô ra thì tôi sẽ đứng ở vùng nhìn top ha. Tôi có thể di chuyển nó sang ngoài một chút luôn để cho nó có chỗ nó gắn kim đồng hồ vào. Được mà. Do mình copy từ cái bên ngoài vào cho nên đối tượng này chắc chắn thì nó cũng sẽ nằm ngay tâm tọa độ trừ trục y thôi, tại vì mình di chuyển ha, mình di chuyển chỗ này đi ra nó hơi khác đi một chút rồi, nó không còn ngay góc tọa độ nữa. Tiếp theo, tôi sẽ vẽ cái gạch chỉ phúc. Gạch chỉ phúc thì tôi cũng sẽ sử dụng một cái bốc, một cái bốc rất là nhỏ ở đây. Được chưa ạ? Và cái bốc này thì tôi cũng sẽ cho nó một cái kích thước cụ thể, đó là chiều dài là bằng 6, 1, 1, ha. Sau đó tôi sẽ đưa trục X về tâm tọa độ, tức là tôi thay vì tôi giống hàng, ha. Bây giờ nếu như mà mình không đưa như vậy, thì tôi có thể đứng ở đây, tôi chọn cái công cụ giống hàng, đó là Align. Sau đó kích lên đối tượng chuẩn, đó là cái cylinder 01. Ở đây tôi sẽ giống canh giữa center và center, nhưng mà ở đây tôi chỉ muốn center theo trục X thôi, tức là tôi di chuyển vào đây center theo trục X chứ không phải là center cho tất cả các trục, cho nên là mình chỉ để trục X và chọn OK. Sau đó thì tôi sẽ dời tâm nó vào tâm tọa độ ha. Tại vì tôi muốn là xoay cái kim đồng hồ vừa xoay vừa copy ra đầy màn hình, đầy cái mặt đồng hồ như thế này. Và để làm được điều đó thì tôi sẽ đưa cái tâm đồng hồ này, ha, tâm của cái gạch chỉ phúc này về tâm tọa độ. Chúng ta có thể sử dụng phương pháp giống hàng, giống cái tâm này vào giữa tâm đối tượng kia, dùng lệnh align cũng được. Ha, tức là khi mà chúng ta align như thế này thì chúng ta có thể chọn là path và spawn, trở bên đây là center, tức là cái tâm của đối tượng mà chúng ta đang chọn sẽ được giống với cái đối tượng hay là tâm của đối tượng mà chúng ta kích vào nó. Thì chúng ta sẽ chọn x, y, z thì như vậy nó cũng sẽ được đưa vào tâm như thế này. Nhưng mà cái lý do mà chúng ta không làm bằng cách đó, tức là chúng ta sẽ làm cách khác nhanh hơn, đó là tôi sẽ đưa cái tâm này về ngay góc tọa độ luôn, thì tự động nó cũng sẽ trùng với cái tâm của đối tượng kia, tại vì ban đầu chúng ta đã đưa đối tượng gốc này về tâm tọa độ rồi. Đó cũng là lý do tại sao chúng ta phải đưa đối tượng gốc ban đầu về tâm tọa độ ngay từ ban đầu, để sau này chúng ta dễ dàng giống hàng ha, trường hợp như thế này. Và sau khi đã đưa tâm về tâm tọa độ rồi, chúng ta sẽ tiếp tục vào menu tool, chọn lệnh erase. Ở đây chúng ta cần vừa copy vừa xoay, cho nên là chúng ta sẽ chọn cái dòng có tên là Prote, tức là chúng ta xoay. Và hiện tại chúng ta cần 60 gạch chỉ phút, tại vì một giờ của nó là 60 phút, phải không ạ? Do đó chúng ta có thể tính từ chi tiết cũng được, có thể tính từ tổng quát cũng được. Chi tiết tức là chúng ta xem là cái khoảng cách, góc độ giữa cái gạch chỉ phúc này với cái gạch chỉ phúc tiếp theo là bao nhiêu ha. Chúng ta có thể tính từ chi tiết như vậy, hoặc là chúng ta có thể tính một cách tổng quát, có thể tính một cách tổng quát bằng cái chức năng là total ha. Chúng ta kích cái lệnh protein ha, kích vào cái mũi tên ở bên phải, và chúng ta tính tổng thể thì nó dễ chịu hơn. Tại vì sao ạ? Tại vì chúng ta biết tổng thể của cái này ha, tổng thể của cái đồng hồ này nó có 360 độ thôi, do đó chúng ta sẽ dễ dàng nhập vào đây là 360 độ, và sau đó thì chúng ta sẽ nhập cái số lượng ha, count, tức là cái số lượng chúng ta cần 60 gạch, thì chúng ta chỉ cần nhập 60 vào đây thì tự động ha, máy nó sẽ tự động chia lấy cái tổng thể này chia cho số lượng và nó sẽ ra cái chi tiết ha, thay vì chúng ta phải ngồi chúng ta lấy 360 chia cho 60 nó mới ra số này, thì chúng ta tính chi tiết cũng được. Nhưng mà trong trường hợp này thì nên tính tổng thể. Nói chung thì tất cả các trường hợp, nếu như chúng ta biết được cái tổng thể thì chúng ta nên làm tổng thể là nhanh nhất,
ha. Còn trường hợp nếu như chưa biết được cái tổng thể thì chúng ta mới phải tính từ chi tiết thôi. Và chúng ta có thể kích lệnh review, được không ạ? Review và xem thử. Ok. Sau đó chúng ta sẽ vẽ tiếp những cái kim, gọi là kim chỉ giờ ha, kim chỉ giờ hay là gọi là cái cột mốc giờ. Chúng ta có thể copy ngay cái hình này ha, copy ngay nó cũng được để chúng ta sửa lại cho nó to hơn, nó đặc biệt hơn những cái kim phút ha, hoặc là chúng ta vẽ một cái hình khác rồi chúng ta giống hàng vào đây cũng được. Bây giờ tôi bấm shift và kích vào đây để tôi copy thêm một đối tượng nữa. Sau khi bấm shift và kích vào như vậy, chúng ta sẽ chọn OK. Ở đây tôi sẽ sửa lại kích thước của đối tượng ha, sửa lại kích thước của nó, đó là 6, 2,5 ha. Chiều dài của nó vẫn là 6 nhưng mà chiều ngang của nó từ 1 tôi tăng nó lên là 2,5 cho nó to ra hơn một chút ha. Và tôi có thể cho nó một cái màu khác để nó phân biệt với những cái màu hiện tại ha, cho nó một cái màu khác. Sau đó thì chúng ta vẫn sử dụng cái lệnh array. Vẫn sử dụng cái lệnh array. Và chúng ta vẫn để cái dòng là rotate ha, total là trục Z 360 độ. Và cái count á, số lượng bây giờ chúng ta chỉ cần có 12 giờ thôi, cho nên là chúng ta sẽ cho nó là 12 và review xem thử coi nó có đúng như vậy hay không ha. 1 2 3 4. Và bây giờ chúng ta ok. Sau khi có gạch chỉ giờ cũng như là gạch chỉ phút, bây giờ chúng ta sẽ dời cái mặt đồng hồ ra phía sau ha, nằm sau lưng của cây kim giờ của các cái gạch này. Như vậy thì nó mới hợp lý, phải không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ thử render thử ha. Đó, chúng ta render thử như này. Được chưa ạ? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra các cái kim phút cũng như kim giờ. Cái nào trước cũng được hết ha. Bây giờ tôi sẽ cho cái kim giờ trước đi. Tôi vẽ một kim giờ trước nó ngắn. Tôi vẽ vào đây một cái bốc làm cái kim giờ. Và nếu như chỉ quan sát trong vùng nhìn front thôi thì cũng chưa có đủ. Đó, khi mà các bạn quan sát cùng nhìn tóm thì các bạn thấy kim giờ của mình nó quá dày ha, quá dày. Độ dày của nó vượt qua khỏi cái đồng hồ rất là lớn. Cho nên là chúng ta phải thay đổi lại kích thước ha. Kim giờ thì tôi sẽ cho kích thước nó bằng 40, 3, 2 và 1. Được chưa ạ? Tôi đưa cái kim giờ này lên phía trên đúng không ạ? Nó đang nằm phía trên mặt đồng hồ là được rồi. Cho một cái màu sắc khác cho nó tươi tắn hơn. Và bây giờ có chắc chắn rằng kim giờ nó nằm ngay giữa đối tượng theo trục X không ạ? Không chắc ha. Một là chúng ta sẽ giống hàng ha, kích lệnh align và kích vào đối tượng chuẩn, chúng ta sẽ giống hàng theo trục X ha. Đó là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai là chúng ta cứ chọn đối tượng và chúng ta sẽ kích phải mouse vào cái biểu tượng move và chúng ta đưa trục X nó về bằng 0. Như vậy thì chắc chắn nó cũng sẽ được nằm ngay giữa. Sau khi mà chúng ta đã có được cái kim giờ như thế này thì chúng ta sẽ xoay nó sang một bên ha, ở vị trí là 1 giờ để xoay cho nó chính xác ha. Nếu như các bạn dùng như thế này các bạn xoay thì các bạn thấy là cái tâm của nó là ngay giữa đối tượng cho nên nó xoay không có đúng ý của mình. Và bây giờ chúng ta muốn nó xoay giống như một cái kim đồng hồ nó xoay bình thường thì chúng ta phải dời tâm nó về tâm tọa độ ha, dời tâm nó về tâm tọa độ. Khi mà tâm nó đã đúng rồi thì chúng ta có quyền xoay. Và nếu như mà đặt tự do như này xoay thì chưa chắc thì nó chính xác không ạ? Nó cũng không chính xác. Do đó là chúng ta sẽ bật cái chế độ là snap này nè. Mà chúng ta có nhiều cách làm. Cách này là chúng ta sẽ dùng cái chế độ là snap từ một góc độ từ đây sang đây là các bạn có một góc là khoảng 30 độ phải không ạ? Tại vì sao mình biết nó là 30 độ? Cứ 1 giờ là khác nhau 30 độ. Tại vì toàn bộ cái này là 360 độ mà chia cho 12. Như vậy thì chúng ta có một góc này là 30 độ. Do đó tôi cho cái chế độ snap này là 30 luôn. Và chúng ta sẽ xoay một lần duy nhất là nó đã được đến kim giờ một cách chính xác.
Được không ạ? Hoặc là chúng ta có thể là kích phải mouse lên đây, ha, chọn cái công cụ Select and Rotate và chúng ta kích phải mouse lên, à, chúng ta nhập cái tọa độ chúng ta cần xoay, ha, cũng được. Sau khi đã có cái kim giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục vẽ cái kim phút hoặc là copy từ cái kim giờ ra cũng được. Và cái kim phút này tôi cũng đã xác định sẵn một cái thông số, đó là chiều dài bằng 50, 2 và 1, à, những thông số như thế. Cái kim phút thì chắc chắn là phải dài hơn kim giờ, phải không ạ? Và bây giờ chúng ta một lần nữa lại đưa trục x nó về bằng 0, à, và do cái hình mẫu của mình á, cái kim phút nó nằm đúng ngay vị trí này, cho nên chúng ta không phải xoay đi đâu hết và cũng không cần phải dời tâm. Do đó chúng ta sẽ vẽ tiếp cái kim dây. Kim dây thì chúng ta copy từ kim phút ra rồi sửa lại cũng được, ha, bấm shift kích mouse vào đây. Sau khi đã có được cái kim dây thì chúng ta chỉnh sửa thông số cho nó, đó là 65, 1, 1, tức là nó vừa dài hơn nhưng mà đã vậy là nó nhỏ hơn, ha. Vì cái kim dây nó cần phải xoay xuống, ha, giống như bài mẫu của mình thì kim dây nó nằm ở vị trí là 5 giờ, ha. Cho nên chúng ta sẽ phải dời tâm nó về tâm tọa độ trước khi mà chúng ta xoay. Sau khi dời tâm xong thì ở đây nó có sẵn một cái snap rồi, ha, các bạn cứ để nguyên cái giá trị snap angle đó và chúng ta xoay nè. Đó. Nó về đúng chính xác là cái vị trí là lúc 5 giờ. Được không ạ? Hai đối tượng này chúng ta sẽ cho màu lại. Rồi chúng ta sẽ một lần nữa chúng ta render thử xem cái mặt đồng hồ của mình thế nào rồi. Sau khi chúng ta đã có được các cái vị trí như thế này, kim dây chúng ta cũng nên cho nó cao hơn so với cái kim chỉ giờ thì nó mới chạy được. Chúng ta chọn cả ba cái kim này và trong bộ nhìn tốt thì chúng ta sẽ cho nó cao hơn một chút xíu, ha. Nó phải vượt qua khỏi những cái bục, ha, những cái bậc chỉ phút cũng như là những gạch chỉ giờ, ha. Nó phải vượt qua như thế này thì các bạn thấy là nó phải nằm trên, ha, nó phải nằm trên cái gạch này thì nó mới chạy được, chứ nằm bên trong hoặc là nó bị vướng vô đây là không được. Sau khi chúng ta đã có sẵn cái mặt đồng hồ thì bây giờ chúng ta mới nói đến cái số, ha. Cái số đồng hồ của trên kim đồng hồ đó, số 12, số 3, số 6 và số 9, ha, chúng ta cho 4 số chuẩn thôi. Như vậy thì một là chúng ta sẽ đánh số và chúng ta từ từ chúng ta đặt vào đây. Hai là bây giờ tôi tạo ra một đối tượng giả, ha. Tôi tạo ra đối tượng là một cái cylinder, đó, tôi đặt nó nằm ở tại vị trí này. Sau khi mà tôi giống hàng cho nó ngay giữa theo trục x, đó. Bây giờ tôi dời tâm vào đây và tôi xoay nó thành 4 đối tượng. Tại sao mà chúng ta không xoay trực tiếp trên cái số? Tại vì nếu như mà lấy số mà quay đó thì cái số của mình nó cũng sẽ bị xoay theo và nó không có thẳng đứng như thế này được. Vì thế mà chúng ta sẽ lấy một cái đối tượng đại diện như là một cái cylinder và sau đó chúng ta sẽ xoay thành 4 góc, ha, xoay 4 góc như vậy và chúng ta sẽ đánh số và chúng ta sẽ giống hàng vào giữa các cylinder đó và sau đó chúng ta sẽ xóa những cái cylinder đó đi. Hiểu ý không ạ? Rồi, như vậy thì sau khi tôi dời tâm nó được vào đây rồi, ha, thì tôi sẽ dùng tiếp cái lệnh Erase, ha, Erase. Tôi cũng sẽ sử dụng cái Rotate 360 độ, nhưng mà cái count á, số lượng của nó tôi chỉ muốn cho nó có 4 cái thôi, 4 vị trí. Và bây giờ thì tôi thoải mái, ha, nhập test ở bên ngoài. Tôi nhập số 12. Xem cái size như thế nào là thích hợp, ha. Đó, khoảng cỡ này là được. Cho nên là chúng ta xem cái đối tượng này là size bằng 14. Và chắc chắn là chúng ta không thể nào mà để nguyên cái 2D, ha, gọi là cái xét.
Test cũng là một cái dạng xét, mà dạng xét thì mặc định không render được, cho nên chúng ta phải tạo bề dày cho nó. À, bây giờ chúng ta làm quen với cái lệnh là extrude ha. Chúng ta bấm chữ E. Như vậy thì chúng ta có cái lệnh là extrude. Extrude là tạo khối. Đó, các bạn muốn cái khối nó dày mỏng như thế nào thì các bạn quan sát ở vùng nhìn top hoặc là vùng nhìn left thì chúng ta sẽ thấy được cái độ dày của cái đối tượng này. Đó, bạn thấy nó dày lên bao nhiêu đây không ạ? Và cái này chắc chắn là nó nằm trên mặt đồng hồ, cho nên chúng ta sẽ di chuyển nó trong vùng nhìn top. Chúng ta di chuyển nó như thế này, lên trên mặt đồng hồ. Được không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ giống hàng ha. Chúng ta sẽ giống dùng cái lệnh align ha. Cái này thì chắc chắn phải giống rồi, dùng lệnh align và kích vào cái đây. Chúng ta sẽ giống giữa x, y, z luôn ha. Được không ạ? Như vậy thì chúng ta sẽ đưa đối tượng này xuống bên dưới ha, ngay bên trên mặt đồng hồ. Và chúng ta xóa. Chúng ta xóa cái cylinder đó đi. Đó. Cái cylinder chỗ này bây giờ chúng ta đã được thay thế bằng số 12 rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục làm như vậy. Tiếp tục chọn công cụ test và nhập số vào đây. Đó, bây giờ tôi thay cho nó bằng là số 3. Tương tự như vậy thì tôi cũng sẽ extrude. Ở đây body mask nó có tính chất kế thừa, cho nên hồi nãy extrude bằng máy thì bây giờ nó cũng giống y vậy. Cũng như là cái thông số, cái giá trị ha, cái giá trị của cái test hồi nãy có cái size bằng bao nhiêu thì nó cũng y chang như vậy, phong y vậy mà size vậy luôn. Bây giờ chúng ta sẽ giống hàng hả, giống hàng cái đối tượng này vào giữa ở đây cái DZ, và chúng ta sẽ xóa đi ha, xóa đi cái cylinder tại vị trí này. Và trong vùng nhìn top thì chúng ta cũng phải kiểm tra lại xem đối tượng của mình nó có nằm trên cái mặt đối tượng hay không, trên mặt đồng hồ hay không, hay là nó rời ra ngoài ha, nó rời ra ngoài là không chính xác, là sai. Được không ạ? Rồi tiếp tục như thế chúng ta lại cho một cái test khác. Chúng ta sẽ nhập số vào đây là số 6, ha, kích lên đây và cho nó extrude thêm một cái nữa. Sau khi extrude xong thì chúng ta cũng sẽ dùng cái công cụ align giống hàng cho nó ngay giữa đối tượng này. Và một lần nữa lại xóa cái này đi. Kiểm tra trong vùng nhìn top và di chuyển nó về đúng vị trí, không đặt nó rời rời bên ngoài. Rồi, cuối cùng chúng ta sẽ cho cái test là số 9. Và extrude giống hàng với cái cylinder bên này. Được không ạ? Và xóa cái cylinder đó đi. Di chuyển cái test này về đúng vị trí của nó ha. Mặc định tại vì cái cylinder của mình vẽ ban đầu nó hơi lớn, cho nên là mình giống giữa nó thì chắc chắn là nó sẽ bị hỏng ở bên ngoài. Chúng ta chọn cả ba đối tượng đó và chúng ta sẽ cho màu ha, giống như cái màu của đối tượng ban đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ render lại. Ha, chúng ta đã có được cái mặt đồng hồ cũng như những cái kim, những con số ở trên đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cho cái khung viền ở bên ngoài, khung viền bên ngoài đối tượng. Như tôi đã giới thiệu ban đầu, chúng ta sẽ sử dụng cái đối tượng có tên là torus ha, torus. Chúng ta sẽ vẽ ra đây một cái torus. Đó. Được mà. Và đối tượng này chúng ta sẽ đưa nó về tâm tọa độ, không cần phải giống hàng gì cả. Rồi các bạn thấy là những cái segment này nó còn hơi bị thưa, đúng không ạ? Nó thưa cho nên nó hơi gãy khúc. Và vì chúng ta muốn cái đồng hồ mình nó đẹp, cho nên là chúng ta sẽ tăng cái segment của nó lên là 40 hoặc là 50, hoặc 50 segment. Bây giờ chúng ta sẽ giảm bớt cái kích thước của nó lại. Đó. Như vậy là chúng ta đã có được một cái mặt đồng hồ ha, gần đúng.
chúng ta chỉ cần còn có cái quả lắc nữa thôi. Đối với quả lắc thì chúng ta sẽ vẽ xuống đây một cái bốc và sau đó vẽ một cái sphere, lấy phần nửa cái sphere thôi, đó là hemisphere bằng 0,5. Bây giờ tôi vẽ trước một cái bốc. Bốc này thì tôi cho cái giá trị chẵn nó là 110. Tôi cũng sẽ giống hàng theo trục x bằng 0 để tôi đưa nó về giữa. Và cái quả lắc này chắc chắn là nó phải nằm đằng sau chứ không thể nằm đằng trước cái mặt đồng hồ như thế này. Nó sẽ nằm đằng sau cái mặt đồng hồ. Được chưa? Và tiếp tục, tôi vẽ vào đây một cái sphere, tôi vẽ trong vùng nhìn front ha, trong nhìn front. Và tôi sẽ cắt cái đối tượng này hemisphere bằng 0,5. Đó. Và tôi sẽ giống hàng lại. Trục x bằng 0. Đối tượng quả lắc này tôi sẽ tô màu. Và sau đó thì chúng ta sẽ dùng công cụ Select and Link để liên kết quả lắc đó vào cái thanh. Và từ cái thanh này tôi sẽ đưa nó lên trên này ha, đưa tâm tọa độ lên đây. Và ở đây là chúng ta đã có thể giống hàng, chúng ta có thể xoay được rồi ha. Để ở đây thì chúng ta có thể xoay qua lại được. Được chưa ạ? Tôi xoay cho nó nghiêng một bên như vậy thôi, để người ta nhìn vào người ta cảm thấy là cái đối tượng này đang có chuyển động ha, chứ không phải đứng yên một chỗ. Bây giờ một lần nữa chúng ta sẽ render xem là đối tượng kết quả của mình nó như thế nào nhé. Được chưa? Như vậy là chúng ta đã hoàn tất được cái bài tập về array, align, spacing.